Bí mật gia tộc. Tác giả: Nhật Tâm. Người đọc: Châu Gia Thiện. Tập 10: Tình tội lỗi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong thời gian Gia Mận ở lại nhà của cô nhân tình Mỹ Liên, hắn ta không ít lần quan hệ bất chính cùng với con hầu của cô. Hắn mau chóng lôi kéo cô hầu ham muốn dục vọng kia về cái phía của mình, vì hắn ta biết rằng ả rất si mê mình, nên đã lập ra kế hoạch tàn độc giết người cướp của. Mỹ Liên cũng có lúc nghi ngờ về cái ánh mắt của Lan đã dành cho nhân tình mình. Rồi những lần vô tình cô qua bên phòng để mà tìm Gia Mẫn, cô lại thấy Lan đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch từ bên trong phòng của anh ta đi ra. Mỹ Liên, cô ta ngày càng tỏ ra nghi ngờ hơn, nhưng không có cái cớ gì mà tra hỏi cả, vì cô không có chứng cứ. Một hôm nọ, Mỹ Liên gọi Lan vô trong phòng rồi nói: Lan à, cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lan ấp úng rụt rè ngồi xuống. Ả ta đáp: Dạ, cô chủ gọi em có gì không? Mỹ Liên nhìn ả ta một lúc rồi nói: Dạo gần đây tôi thấy là cô hơi xanh xao, vàng giọt lắm đó. Bộ cô có bệnh trong người hay sao chứ? Có cần là tôi đây mời bác sĩ đến để khám cho cô không? Lan giật mình. Ả ta suy nghĩ liệu rằng cô chủ đã nghi ngờ là ả quan hệ bất chính cùng với ai, cho nên dẫn đến có thai hay sao chứ? Vì mấy hôm gần đây ả ta để ý kinh nguyệt của mình, nó không có như bình thường nữa. Ả nghi ngờ mình đã có thai rồi. Lan nghĩ nếu như cô chủ gọi bác sĩ đến để mà khám thì mọi chuyện đổ bể ra. Rồi khi tra hỏi ra cha của đứa bé là ai thì mình sẽ ăn nói ra sao chứ? Khai ra cậu chủ thì cũng chỉ có cái con đường chết mà thôi. Hoảng loạn, ả ta lắp bắp mà trả lời: Dạ không có gì đâu cô à, tại vì lúc này em ăn uống thất thường lắm, ngủ nghỉ thì không có được, cho nên em hơi suy nhược chút xíu thôi à. Cô chủ à, cô chủ đừng lo cho em mà, em không có sao đâu. Mỹ Liên nhìn thẳng vào trong mắt của Lan, từng chữ chậm chạp mà nói ra: Thật không chứ? Nếu có cái gì không ổn á thì cứ việc nói ra cho tôi. Chuyện khó gì thì tôi đây cũng sẽ giúp cô giải quyết được mà. Còn nếu về cái chuyện tế nhị khác cũng vậy, cô cứ việc nói ra cho tôi biết, tôi sẽ đứng ra để mà làm chủ cho cô, sau đó đòi lại công bằng cho cô. Nếu có cái tên nào dám ăn hiếp cô mà không chịu trách nhiệm. Lan nghe cô chủ mình nói thì hoang mang lắm, nhưng mà cô ả ta cố trấn tĩnh, cười cười rồi nói với cô chủ: Dạ không có gì đâu cô à, em là cái thân phận gì mà để họ để mắt tới chứ cô. Cô này cứ chọc em hoài à. Em chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi à. Cô chủ đừng quá lo lắng cho em. Mỹ Liên nhìn ả ta chăm chú một lúc rồi cười một cái, làm như là không có chuyện gì xảy ra. Cô hắng giọng nói:
tối ngày hôm nay. Tôi có việc phải ra bên ngoài đó, ít nhất là cũng phải trưa mai mới về. Mọi chuyện ở nhà này cô nhớ giúp tôi lo liệu nha. Lan nghe cô nói thì gật đầu đáp nhanh nhẹn, dạ cô chủ. Mỹ Liên sau khi mà dò xét thái độ của Lan thì cô cũng có kết quả rồi. Cô cho Lan đi ra bên ngoài làm công việc. Mỹ Liên ngồi đó cười khẩy rồi nói, tiện nhân, để rồi tao coi mày còn giấu được đến bao giờ. Tới lúc tao mà bắt được tại trận đó thì đừng có nói là gì sao. Mỹ Liên này độc ác. Dứt câu, cô ta gọi hai cái thằng gia nhân thân thuộc của mình tới. Khi mà cả hai tới trước mặt, Mỹ Liên nhìn hai đứa nó rồi nói, hai đứa bay lập tức theo dõi con Lan cho tao. Nếu có cái chuyện gì xảy ra thì đến cái chỗ này cho tao hay. Hai thằng nghe mà không có hiểu được ý của cô chủ. Nó được cô đưa cái mảnh giấy ghi địa chỉ của cô ở đó. Cả hai dân dạ rồi lui xuống. Mỹ Liên cũng là đứng dậy, đi ra cửa và lên trên xe đi công việc của mình. Lan đi về phòng mình. Cô ả ta vừa đi vừa suy nghĩ, có khi nào mọi chuyện bại lộ hay là không chứ? Cô chủ đã bắt đầu nghi ngờ cái việc làm bất chính của cô rồi hay sao? Cô ả ta rất lo sợ mọi chuyện đổ bể ra thì có khi cô ả cũng là không có còn mạng sống để mà quay trở về nữa. Vừa đi vừa bàn tính cái chuyện để tẩu thoát, Lan không hay là có hai cái tên đàn ông đi theo cô từ rất lâu rồi. Lan đi về phòng mình, rồi một lúc sau đó, ả ta cầm lấy một cái bọc to, không biết là chứa gì trong đó, lén lút nhìn xung quanh. Khi không thấy ai ở gần, cô ta mới đi thật nhanh về cái phía phòng của Gia Mẫn. Hai tên gia nhân khi mà thấy cái hành động kỳ lạ của Lan thì chúng nhìn nhau một lúc, rồi cũng đi theo sau để mà theo dõi cô ta. Hai thằng gia nhân này, một đứa thì mê rượu, một đứa thì mê gái, mà chính xác hơn là mê con Lan. Lan cũng biết cái tên người ở của cô chủ thích mình, nhưng mà cô ả ta không có đối hoài tới, mà còn ra cái vẻ khinh khi vì thân phận nghèo của hắn ta. Lan chỉ nhìn tới những cái gã đàn ông lắm của nhiều tiền mà thôi, cho nên không ít lần từ chối cái lời thổ lộ của gia nhân nam trong nhà. Thằng nghiện rượu tên là Nhân, thằng mê Lan tên là Nghĩa. Cả hai đã vào làm ở nhà của cô Liên cũng đã lâu rồi. Do hợp tính tình cho nên cả hai nhanh chóng thân với nhau. Lúc mà cô chủ hỏi nếu cái công việc được giao cho chúng hoàn thành, chúng muốn cô thưởng gì, Nhân thì trả lời là muốn có một cái số tiền lớn để mà uống rượu cho thật thỏa thích. Mỹ Liên biết là hắn ta nghiện rượu cho nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu chấp nhận. Đến lượt Nghĩa, hắn ta chỉ nói là muốn cô chủ gả Lan cho mình. Liền ngơ ngác ra sức thuyết phục nó hãy từ bỏ cái cô ả đó đi, vì nó rất là không tốt và cảm thấy không có xứng đáng với Nghĩa. Nghĩa thì nghe cô chủ của mình nói, hắn ta chỉ lắc đầu im lặng một chút rồi cũng trả lời là muốn cưới Lan. Mỹ Liên thấy hắn ta cố chấp quá cho nên cũng không có nói gì nữa mà im lặng luôn. Lúc bấy giờ, Lan đã đến cửa phòng của Gia Mẫn. Cô gõ cửa mấy cái thì bên trong mở cửa. Cô ta ôm lấy cái bọc bước vào, đóng cửa lại. Cả hai tên đứng bên ngoài áp tay vào cửa để nghe động tĩnh. Bên trong phòng, tiếng của Lan vọng ra. Mẫn à, anh tìm cách gì đi chứ, cô chủ chuyện gì là phát hiện ra rồi đó. Lúc nãy là còn kêu em lại hỏi tùm lum tùm la hết à, giờ mình làm sao đây anh? Mẫn ôm lấy cô ta từ phía sau, hôn nhẹ vào má của cô ả rồi từ tốn mà đáp. Cục cưng à, em chịu khổ rồi,
Thôi à, ráng ráng đi. Sau này mình có tiền rồi á, với lại à, có nhà cửa rồi, thì sẽ trả lại cho nó, trả lại nhiều hơn cái mà nó đã làm với em lúc nãy. Và Mận nói xong thì âu yếm hôn một cái nữa vào trong má của Lan. Cô ả ta lên tiếng nói, mà cái câu nói này Mẫn nghe cứ tựa như là sét đánh ngang tai. Dạ Mẫn à, anh làm sao thì làm đi nha. Em chính vì thương anh cho nên em đánh đổi nhiều lắm rồi đó. Cũng tại vì anh mà em đây mới phản bội với cô chủ của mình. Anh nhớ là sau này không được phép bỏ rơi mẹ con của em đó nha. Và Mẫn nghe a ta nói có thai, anh sững người thoáng biến sắc một chút. Lan thấy cái thái độ của Mận cũng hơi ngạc nhiên, à ta hỏi, sao vậy chứ? Nghe tin em đây có thai, anh không vui sao? Hay là anh đang muốn bỏ mẹ con em chứ? Lan nói xong thì thút thít khóc. Và Mận sau khi hoảng loạn vì cái tin báo có con của ta, anh ta đã lấy lại được bình tĩnh. Anh đáp dội, nè khùng dưa thôi, em với con là nhất danh rồi đó, sao mà có thể bỏ được chứ? Tại vì anh đây hơi bất ngờ thôi à. Cục cưng à, ráng chịu khổ thêm một thời gian nữa thôi. Anh hứa sẽ cho mẹ con của em có một cuộc sống sung sướng sau này. Ngoan. Lan nghe thì cũng vơi đi cái sự buồn tủi. À ta cười rồi nhéo vào cái má của hắn ta một cái. Hắn cũng cười theo và ẵm cô đem về cái phía giường ngủ. Cả hai cười đùa vui vẻ. Bên ngoài thì có người vừa tan nát cõi lòng. Tình yêu của mình đang vui vẻ với cái người đàn ông khác, thậm chí là đã có thai. Nhưng nghe hết câu chuyện thì bực tức vì cái con người của Lan. Người đàn bà độc ác, nham hiểm, chính vì tình mà lại hãm hại cả chủ mình. Nghĩa thì sau khi đau thương một lúc thì vội vã chạy đi ra khỏi nhà. Anh ta quyết định báo lại cái chuyện này cho cô chủ về để mà giải quyết. Bên trong lúc này, Lan đang quằn mình thở dốc vì những cái cú dập lên xuống, miệng rên rỉ trông thật là dâm ô. Và Mẫn thì người đầy mồ hôi, anh ta cố dùng những cái kỹ năng điêu luyện dường chiếu của mình mà mê hoặc cô ả ta, khiến cho cô ả mê đắm anh và chấp nhận làm con cờ cho anh sai khiến. Một lúc sau, khi cả hai đã lên đỉnh, Gia Mẫn đổ gục xuống, nằm lên trên người của Lan mà thở hổn hển. Lan ôm lấy anh ta, hai tay quàng qua xoa xoa cái tấm lưng trừng rắn chắc của anh, hôn anh ta một cái rồi nói, Mẫn à, sau này chúng ta rồi sẽ đi đâu chứ? Em không thể nào mà ở lại đây được nữa đâu. Anh mau tính cách gì đó đi. Cô chủ mà biết được em đang dính líu với anh là em chết chắc luôn đó. Mẫn cười nhẹ, hôn lên trên má của Lan một cái rồi nói như chắc chắn. Sao mà biết được chứ? Ai mà dám đụng tới vợ con của anh là chết chết đó. Mà nè, em đã lấy được cái thứ mà anh nói chưa? Lan nghe anh nói mình là vợ của anh ta, cô ả ta cười mãn nguyện rồi nói với anh. Nè, chồng đã kêu em đi lấy á, thì làm sao mà dám cãi cho được chứ? Em để nó trong tủ trang điểm kia kìa. Mẫn nghe cái thứ mình cần đã được cô ả ta đem về cho mình rồi thì sung sướng ôm lấy cô ta mà một trận mây mưa nữa. Nhưng mà khi cả hai đang quấn lấy nhau thì cánh cửa phòng bật mở ra, đánh vào trong tường nghe cái rầm. Sau đó tiếng người phụ nữ vang lên, tụi bay đâu, lôi đầu cái con quỷ đó ra, đánh chết mẹ nó cho tao. Giữa ban ngày ban mặt dám làm ra cái chuyện bậy bạ trong phòng của bà, đưa dạng phụ dâm phụ này, tụi bay hết muốn sống rồi à? Sau câu nói của cô, Nhân và Nghĩa xông vào trong phòng, lôi con Lan mặt mày xanh tựa như tàu lá chuối ra khỏi giường. Mỹ Liên
lao vào tát mấy cái thật mạnh vào trong mặt của ả ta. Cô đánh tới nỗi miệng của cô ta bật máu, hai má sưng đỏ. Vừa đánh cô lại vừa chửi: cái con điếm này, mày ăn gan trời rồi, người của tao mà mày cũng lấy. Cái thứ dâm loạn phản chủ này, tao phải băm mày ra thành trăm mảnh tao mới hả dạ. Nghĩa đứng đó nhìn người mình thương bị hành hạ, anh đau xót lắm, mắt rừng rừng như là sắp khóc. Anh quay mặt qua cái nơi khác, vì lúc này Lan bị đánh tới nỗi rơi cái khăn quấn người. Cơ thể của ả ta lộ ra bên ngoài. Ả ta cúi mặt xấu hổ, dùng lấy hai tay che lại cái nơi cần che, miệng không một lời gian xin. Mỹ Liên lên tiếng trong cơn tức giận: hai đứa tụi mày lôi cái con đàn bà này vô nhà kho, hiếp chết mẹ nó cho tao, cho nó một lần mà sợ tới già. Nhanh lên! À quên nữa, hiếp xong rồi thì tống cổ nó ra ngoài luôn. Tao chính là không có muốn thấy mặt nó trong cái căn nhà này nữa. Già Mẫn ngồi đó nhìn cô nhân tình nhỏ của mình bị đánh đập, hắn ta không có dám nói một câu nào cả, cứ ngồi đó cúi gầm mặt mà run sợ. Không biết kế hoạch của hắn ta có vì cái lần này mà thất bại hay là không. Hắn nghĩ có thể nếu như Lan mà bị tra tấn dã man quá, cô ả ta khai ra hết thì hắn ta cũng liên lụy. Suy nghĩ cả một hồi lâu, hắn ta mặc nhanh quần vào, thân trên để trần mà nhào tới ôm lấy chân của Mỹ Liên, run sợ mà nói: Liên à, em hãy nghe anh nói đi, là cái con nhỏ này nó quyến rũ anh đó. Lợi dụng lúc mà anh không có cẩn thận, cô ta bỏ thuốc vào đồ uống rồi chút mê anh, rồi sau đó lại cưỡng bức anh. Liên ơi Liên, anh chỉ có mình em mà thôi, em hãy tin anh đi mà. Bản thân anh hoàn toàn trong sạch, là do cái con ả này nó dụ dỗ anh lấy nó, rồi còn nói là sẽ chiếm hết tài liệu quan trọng của em, rồi sẽ từ từ mà biến thành tài sản của em thành cho anh. Em tin anh đi mà Liên. Từ trước cho tới giờ anh không có làm gì có lỗi với em cả. Tin anh đi mà Liên. Mỹ Liên nghe hắn ta nói thì cúi xuống đợi hắn dậy. Cô nhìn thẳng vào trong mắt của anh ta rồi nói: anh về phòng của em đi, ở đây có em lo rồi. Tất cả mọi chuyện em sẽ tính sau với anh. Già Mẫn khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn qua Lan khinh bỉ. Lan mình đây nghe người mình thương nói như vậy, cô ta tức đến hộc máu. Nhưng vì vụng trộm cho nên không có thể nào mà mở miệng phản kháng được. Lan cứ trừng mắt nhìn Già Mẫn. Mỹ Liên hối thúc lôi cái cô ả ta nhốt vào trong nhà kho, mặc cho hai cái tên gia nhân có quyền tận hưởng thân xác của cô. Già Mẫn thì nhanh chóng bỏ về phòng của Mỹ Liên. Hắn ta còn cố ra cái vẻ nịnh nọt, hôn lên trên má của cô một cái. Mỹ Liên sau khi mà dàn xếp xong thì cũng quay về phòng của mình. Tại nhà kho, con Lan đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, ngồi ở trên ghế mắt nhìn thần nhân mà hỏi: Tụi mày muốn làm gì tao chứ? Nhân lên tiếng, hắn cười cười ra cái vẻ gian tà. Làm gì sao? Làm cái gì á thì mày cũng biết rồi đó. Cô chủ đã nói khi nãy rồi còn gì. Lan phun nước bọt vào người của Nhân. À ta nói với cái chất giọng khinh khi: thân phận của mình là gì? Lại còn mơ tới được sự mỏ vào người của tao à? Sao không coi lại mình đi? Nhân bực tức vì bị khinh bỉ, hắn ta lao tới tát một cái như trời giáng vào trong mặt của Lan. Hắn gằn giọng nói: mày tưởng mày là ai chứ? Mày cũng chỉ là con hầu gái của cô chú mà thôi à? Lúc trước thì còn được dựa hơi chú mà làm cao, ra mặt ta đây. Còn bây giờ,
mày không biết mày sắp đi tới cái chỗ chết rồi hay sao chứ? Còn ra vẻ được à? Ngoan ngoãn mà phục vụ bọn tao đi. Sau này có thể bọn tao sẽ bao nuôi mày. Chứ mày bị đuổi đi rồi á, với cái đứa con trong bụng của mày chưa hình thành, thì mày làm cái gì để mà sống chứ? Thôi ngoan đi cưng à, tụi anh thương. Ngoan. Dứt lời, Nhân nhào vào ôm lấy Lan một cái vật ra đất. Hắn ta thô bạo xé cái khăn quấn người của cô ra. Tay của hắn ta thì cứ giày vò thân xác của Lan, mặt thì úp vô cái cặp ngực trắng nõn của cô ta. Cô ả vì bị đánh và sau cái trận mây mưa với Gia Mẫn thì không có còn sức lực để mà phản kháng nữa, chỉ nằm đó dạy dụa và chửi rủa. Thằng mất dạy, quân khốn nạn, mày làm vậy với tao, mày không sợ cậu chủ giết mày à? Buông tao ra, thằng trời đánh. Nghe đến cậu chủ, Nhân chỉ cười khẽ một cái rồi cởi bỏ quần áo của mình ra, chuẩn bị thưởng thức cái miếng mồi ngon ở trước mặt. Hắn sau khi trút bỏ quần áo ra, nắm lấy chân của cô dang rộng ra hai bên, chuẩn bị cho cậu nhỏ của hắn ta tiến vào trong cô. Thì bóp một tiếng, đầu của hắn ta chảy máu. Xoay người nhìn lại thì thấy Nghĩa đang cầm lấy cái ghế cây đánh thật mạnh vào trong đầu của nó. Nhưng trợn tròn mắt rồi nói: Mày sao mày lại? Mày chưa nói được thành câu thì hai tiếng bóp bóp nữa, máu chảy ướt cả đầu của hắn ta. Nghĩa đã xuống tay với bạn thân của mình để mà cứu lấy người yêu. Nhưng mắt trợn trắng rồi từ từ ngã gục chết ở trên người cô Lan. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh hắn ta được nhìn thấy lần cuối trong đời là Nghĩa, người bạn của mình, tay cầm lấy cái ghế cây, máu còn nhỏ giọt, nhìn hắn ta trợn trừng. Lan sau cái cơn tủi nhục thì lại được một phen hú hồn. Mọi việc diễn ra thật nhanh ở trước mặt của ả. Giờ đây, ả thất thần nằm đó, thân hình lõa lồ. Trên người ả là xác chết, cũng không có một mảnh vải che thân. Rồi Nghĩa sau một lúc thất thần, hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh. Nghĩa cúi người xuống, kéo lấy cái xác ra khỏi người của Lan, đỡ cô đứng dậy, rồi cởi cái bộ đồ ngoài của mình chàng cho Lan. Nghĩa ôm lấy cô vào trong lòng, cất giọng nhẹ nhàng mà dỗ dành: Không sao đâu, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, con ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại được đâu. Lan cũng dựa vào cái khuôn ngực trần của Nghĩa. Cô ả ta khóc lóc một lúc lâu rồi cất giọng mà hỏi: Tại sao anh lại cứu em chứ? Không phải anh cũng như cái tên kia, phải hành hạ thể xác của em theo lời của cô chủ căn dặn hay sao chứ? Nghĩa nói: Không, anh không có muốn dùng vũ lực để mà cưỡng bức một cô gái, cho dù là còn trong trắng hay là đã giật đục rồi. Huống hồ gì lúc trước anh đã từng rất thích em. Lan nghe Nghĩa nói thích mình thì ngạc nhiên mà hỏi: Anh cũng đã từng thích em hay sao chứ? Em tưởng lúc đó anh cũng giống như mấy cái tên gia nhân trong nhà này, thấy em là thân cận với cô chủ mà lấy lòng rồi lợi dụng. Em có lỗi với anh quá. Mà bây giờ em cũng đã không có còn xứng đáng với anh nữa rồi. Nghĩa lắc đầu rồi nâng lấy cầm của cô lên, nhìn vào mắt cô mà âu yếm nói: Không đâu, đối với anh đây thì em vẫn cứ mãi là cô bé Lan của ngày nào. Anh không có quan tâm cái chuyện em còn trinh nguyên hay đã mất đi sự trong trắng. Nếu như em đây đồng ý thì hai chúng ta sẽ bỏ trốn có được không chứ?
đi tới nơi khác mà sinh sống, sau đó làm lại cuộc đời. Lan xúc động với cái tấm lòng của Nghĩa đã dành cho mình. Cô ôm siết lấy anh và hôn anh thật là lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai đứng ôm nhau được một lúc, Nghĩa buông Lan ra, rồi dắt tay cô lén lén đi về cái phía phòng của mình. Vào trong phòng, anh ta đóng chặt cửa, rồi dẫn Lan qua giường của mình, căn dặn: "Nè, em nằm ở đây ngủ một giấc đi, anh đi công chuyện một chút. Khuya nay hai đứa mình sẽ trốn ra bên ngoài bằng cửa sau." Lan gật đầu với anh, cô kéo chăn đắp kín người rồi nhắm mắt lại. Nghĩa cúi xuống hôn vào trong trán của cô một cái. Anh quay qua cái vách phòng của mình, vừa lấy con dao dắt trên đó, rồi nhét vào trong lưng quần, đi thẳng ra phía cửa. Nói về hoàn cảnh lúc mà nhân cưỡng bức Lan, Nghĩa đứng đó chết lặng. Trong đầu của anh lúc đó, tư tưởng đấu tranh với nhau dữ dội. Một là làm theo lời của cô chủ, cùng với nhân hãm hiếp Lan, vừa được sướng về thể xác thỏa mãn về tình dục, lại còn được cô chủ thưởng thêm tiền. Hai là sẽ nhân cái cơ hội này, trong nhà kho không có ai, sẽ ra tay mà giết chết nhân để cứu lấy cô ta, người anh từng yêu. Hai tư tưởng đấu tranh kịch liệt, cho đến lúc mà nghe tiếng cô Lan kêu lên ầm ĩ, thì anh nhìn lại thấy nhân đang loay hoay định cắm vào cô. Anh nhanh tay chụp lấy cái chiếc ghế phang thẳng vào trong đầu của nhân thật mạnh để mà cứu cô. Nghĩa đã đánh đổi sinh mạng của bản thân mình cứu lấy tình nhân. Liệu rằng sau này anh có ân hận không khi mà cô đã không có còn con gái mà lại còn mang thai của người khác? Anh ta đã quyết định bỏ trốn cùng với cô thì hai người sau này sẽ có hạnh phúc không chứ? Hay là cái cô nhân tình kia lại bỏ anh bơ vơ mà đi tìm người khác? Bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu của Nghĩa cứ lần lượt mà hiện lên. Anh cũng mặc kệ đi tất cả, miễn sao bây giờ anh có được cô thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ, được một lúc thì tới trước cửa phòng của cô chủ. Nghĩa nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, xem thử là có ai đang ở trong phòng cùng với cô chủ hay là không, thì anh lại không có nghe thấy cái tiếng gì cả. Nghĩa đã suy tính trong đầu rồi, anh cắn chặt môi, rút dao từ lưng quần ra, rạch lên trên tay của mình mấy nhát. Xong xuôi, anh gõ cửa phòng. Bên trong vọng ra tiếng nói: "Ai đó? Vào đi." Nghe tiếng nói bên trong vọng ra, Nghĩa đẩy cửa bước vào. Anh thấy cô chủ ngồi trang điểm ở trước gương. Anh đi lại gần nói: "Dạ, cô chủ à, cái thằng nhân nó dẫn cô Lan bỏ trốn rồi, lại còn chém em bị thương nữa." Mỹ Liên nghe nói thì nhếch mép cười ra cái chiều kinh bỉ lắm. Cô tự tốn mà nói: "Cái con nhỏ kia có cái gì hay ho đâu mà nó lại chấp nhận làm bậy để cứu chứ. Mà nếu như nó muốn á thì cứ việc nói với ta, ta có thể cho nó đường hoàng mà dẫn đi. Có khi lại còn tặng thêm một số vốn sau này để mà làm ăn nữa đó. Ây da, suy nghĩ thiệt là nông cạn mà. À mà thôi, nó đi rồi, em cũng lo chữa trị vết thương đi. Cô cho em đây nghỉ vài hôm để mà tịnh dưỡng đó. Khi nào khỏe thì hẳn đi làm lại." Nghĩa nghe nói thì cúi đầu dạ một tiếng, rồi nói tiếp: "Dạ, thằng nhân nó còn cắp một cái số đồ quý trong phòng mang đi nữa. Cô chủ à, mình tính sao hả cô? Mình có nên truy đuổi theo để mà bắt nó về hay không chứ?" Mỹ Liên im lặng một lúc rồi nói: "Thôi đi, cứ coi như là thù lao cho hai đứa nó đã tận tụy bao năm qua vì cô. Nhà cô để mất đi vài thứ cũng là không tiếc. Nè, không có chuyện gì nữa, em về nghỉ đi, ta có việc phải ra bên ngoài rồi." Nghĩa nghe cô nói thì cũng dạ rồi chào ra về. Ra khỏi phòng cô chủ đi được một lúc, anh chuyển hướng về cái phía nhà kho, mở cửa bước vào.
Nghĩa đi đến bên cái xác của Nhân, cúi xuống bế thốc lấy cái xác lên trên vai, đi thẳng ra giường cây ở phía sau. Vì bây giờ là buổi trưa vắng, tất cả mọi người đều đã nghỉ trưa hết rồi, cho nên anh cũng không có sợ ai phát hiện ra. Đi tới cuối giường cây, anh đào một cái hố thật là sâu, đặt thi thể của bạn mình xuống, rồi dái lại vài cái, cuối cùng lấp đất lại. Xong xuôi đâu đó, anh quay trở về phòng của mình. Anh đẩy cửa bước vào, liếc nhìn qua giường thấy Lan đã ngủ say rồi. Anh vội thay cái bộ đồ dính đầy đất, rồi dọn dẹp tất cả tư trang cũng như là vật dụng cần thiết vào trong một cái túi vải, treo lên trên vách nhà, chuẩn bị cho cuộc trốn chạy đêm nay. Anh sắp xếp xong đi ra bên ngoài một lần nữa. Lần này nơi anh nhắm đến chính là thư phòng của cô chủ mình, nơi cất giữ những cái vật dụng có giá trị. Đi tới cửa, anh đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong, đóng chặt cửa lại. Tim của anh đập liên hồi vì sợ nếu như bị phát hiện ra sẽ rắc rối to. Nơi đây, ngoài cất giữ tài liệu làm ăn kinh doanh của Mỹ Liên, cô còn cất giữ những cái đồ vật có giá trị cao ở bên ngoài thị trường. Đó là những vật đối tác đã tặng cho cô, hay những cái món đồ chính tay cô chọn mua khi mà có cơ hội ra nước ngoài để đi công tác. Nghĩa bước vào, đóng cửa lại, rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm những cái thứ quý giá để mà lấy. Một lúc sau, hắn ta lấy ra một cái hộp mực bằng ngọc đen và một cây bút được đúc bằng vàng. Xong đâu đó, hắn ta mở cửa nhẹ nhẹ, ló đầu ra quan sát xem có ai ở xung quanh hay là không. Khi mà nhìn kỹ không có ai, thì hắn ta cũng chạy thật nhanh về phòng của mình. Vào phòng, hắn ta cất dội đồ vào trong túi đồ đã chuẩn bị, thay đồ ra, rồi leo lên trên giường, nằm ôm lấy nhân tình của mình ngủ một giấc. Hắn đã tính toán thật kỹ lưỡng đường đi nước bước của mình rồi, cho nên cứ ung dung nằm ngủ ở bên cạnh người thương. Nói về Gia Mẫn, khi bị phát hiện ngoại tình thì cũng không có sợ gì cả. Hắn ta vừa mừng mà lại vừa tiếc. Mừng vì thoát được trách nhiệm với cái đứa con ở trong bụng của Lan, tiếc là vì kế hoạch còn một chút nữa là thành công thì lại bị phát hiện. Hắn cũng lo nếu như không bịt kín miệng của cô ả ta thì âm mưu của hắn ta cũng sẽ bị tới tai của Mỹ Liên. Hắn tắm rửa xong xuôi, biết là thế nào cô nhân tình già kia cũng sẽ lên trên đây để mà tìm mình. Hắn ung dung pha một ấm trà ngon, rồi ngồi nhâm nhi để mà đợi chờ. Hắn còn biết cô ả ta vốn là mê mẩn cái ngoại hình của hắn. Hắn quyết định chỉ quấn lấy khăn tắm mà không mặc quần áo. Cơ thể trên để trần, khuôn ngực rắn chắc để lộ ra bên ngoài, bắp tay to nhưng mà không có thô, bụng thì phẳng lì, ẩn hiện những múi cơ. Một hàng lông tơ mọc dài từ phía rốn kéo xuống đến tận mép khăn tắm. Nếu như nói về ngoại hình của Gia Mẫn thì cũng có thể được gọi là cực phẩm của Mỹ Nam thời đó. Gia Mẫn cứ nhâm nhi trà một lúc thì cửa phòng bật mở ra. Mỹ Liên từ bên ngoài bước vào, cô ta đóng sầm cửa lại, kêu đánh rầm một tiếng, chứng tỏ là cô ta đang rất tức giận. Không nói không rằng, cô đi tới gần hắn ta, tát một cái thật là mạnh vào trong mặt của hắn, khiến cho cái tách trà đang cầm ở trên tay rơi xuống dở toang. Cô lớn tiếng mà hỏi: Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đây không đủ tốt vậy hay sao? Hay là tôi đây không có đáp ứng đủ nhu cầu cho anh mà lại còn đi tìm người khác chứ hả? Tìm ai không tìm, mà lại tìm ngay cái con hầu thân cận của tôi nữa chứ? Anh nói đi, như vậy là tại sao? Sau mỗi cái câu tại sao, những cú đánh lại liên tiếp đánh vào trong người của hắn ta. Hắn vẫn cứ đứng im cúi đầu, không nói gì, cũng là không giải thích. Mỹ Liên quá đau đớn khi biết ra sự thật. Người mình yêu quý nhất, tin tưởng nhất
lại lăng nhăng ở sau lưng của mình. Cô tức nhiều hơn là buồn, vì nếu như anh ta có ra bên ngoài ngoại tình với tiểu thư nào, hay là qua đêm cùng với cái quý bà nào, thì có lẽ cô cũng sẽ không có uất ức đến như vậy. Còn bây giờ, người mà làm trò sau lưng của cô lại chính là cô hầu gái của cô. Không lẽ ở trong mắt của anh ta, cô không có bằng con người ở hay là sao chứ? Đợi cho cô ta khóc một lúc thì hắn ta mới thật nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi ghì chặt lấy cô vào cái khuôn ngực trần của mình. Tay thì vuốt tóc cô, rồi lên tiếng để mà giải thích. Em à, tất cả mọi chuyện đều không như em nghĩ đâu. Anh đã bị quan mà. Anh bị cái con ả kia tống tình em à. Là cô ta quyến rũ anh, chứ anh nào dám có ai ngoài em đâu. Em là nhất với anh rồi, không một ai có thể thay thế được. Mỹ Liên vì vẫn còn thương Gia Mẫn nên một lần nữa bị anh ta dụ dỗ. Anh ta kể lại cho cô nghe rằng anh bị cái cô hầu gái quyến rũ rồi ngủ với anh. Lúc đó vì anh say rượu mà ngủ say như chết, rồi sáng ra mới phát hiện cái chuyện động trời đó đã xảy ra. Và sau cái lần đó bị cô ả ta uy hiếp là sẽ mách lại với cô, anh chính là do sợ cô biết chuyện mà cắt đứt đi tình cảm, cho nên đành phải nhắm mắt đưa chân. Hết năm lần bảy lượt bị cái cô hầu gái kia cưỡng dâm. Gia Mẫn còn nói là cô hầu đó còn xúi giục anh bòn rút tiền của Mỹ Liên, sau này khi mà đủ rồi sẽ ra bên ngoài cùng với anh xây tổ ấm. Anh lúc đầu thì không chịu, thì cô ả ta lại đem cái chuyện có thai với anh mà dọa tiếp. Lần bị bắt quả tang hôm nay là do anh không có chịu bồi tiếp cô ả ta nữa, nhưng cô ả lại tự xé đồ của mình ra rồi nhào vào anh mà làm bậy. Gia Mẫn vừa nói vừa ra cái vẻ đáng thương, chứng tỏ mình là người bị hại. Mỹ Liên vì ngây thơ không có đủ tỉnh táo, cho nên đã siêu lòng trước kịch bản của anh dựng ra. Gia Mẫn khi thuyết phục được cô hết giận rồi, anh ta liền bế thốc cô lên trên giường, cởi bỏ cái khăn tắm, khỏa thân hoàn toàn ở trước mắt của cô. Gia Mẫn lại dùng những cái ngón tay ma thuật của mình để mà đưa cô vào lạc cảnh của dục vọng. Và rồi mọi chuyện lại được cô tha thứ một cách thật dễ dàng bằng những cái cú nhịp lên xuống của anh. Những câu mắng chửi anh, cô sắp xếp để mà trút giận, thì lại thay vào là những cái tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Mỹ Liên không biết là lần này cô tha cho anh ta cũng là đồng nghĩa với cái việc cô đã một chân bước vào trong quan tài. Đêm hôm đó, Lan và Nghĩa cũng đã trốn thoát ra khỏi nhà. Mỹ Liên cũng biết Nghĩa bỏ trốn cùng với người yêu, cô cũng không nói gì. Mỹ Liên hiện tại đang choáng ngợp trong hạnh phúc của nhân tình mình mang lại. Gia Mẫn, hắn ta cố gắng diễn trọn cái vai người yêu lý tưởng nhằm xóa tan đi nghi ngờ trong cô. Trong đầu gã ta cũng ấp ủ âm mưu chưa có thực hiện được, hắn ta đang chờ thời cơ để mà ra tay. Những giấy tờ quan trọng lúc trước hắn ta đã nhờ Lan trộm thì hắn cũng đã hoàn toàn mà trả lại cho cô, để chứng tỏ rằng hắn ta vô tội. Hiện tại hắn đang ôm lấy cô ở trong lòng. Khi mây mưa mỏi mệt xong, hắn hôn cô rồi nói: Em à, em có thương anh không chứ? Hay là mình cưới nhau đi. Anh không muốn gọi là như vậy nữa. Anh chính là muốn công khai minh bạch để mà làm chồng của em, chứ không phải nhân tình như bây giờ. Mỹ Liên nghe hắn ta nói, cô cũng ngạc nhiên và vui ở trong lòng. Thực ra thì bấy lâu nay cô cũng muốn cái chuyện hắn ta và cô kết hôn, nhưng vì là phận phụ nữ cho nên ngại không nói. Bây giờ thì chính miệng của hắn ta nói ra thì là quá tốt rồi. Mỹ Liên vui vẻ mà đáp: Ok. Cô cưng à, em đã nói cái câu này đã lâu lắm rồi đó. Nè, hay là cuối tháng này mình tổ chức tiệc cưới luôn đi. Em thì không có người thân, anh cũng không gia đình, mình chỉ cần mời bạn bè và đối tác làm ăn mà thôi, rồi mở tiệc thông báo là xong rồi. Nè, anh thấy thế nào chứ?
Hắn nghe cô líu lo tính toán thì ở trong đầu cũng thầm mừng. Hắn nghĩ là thôi, ngày tháng vui vẻ của ả ta cũng không có còn được bao lâu, cho nên cũng ráng đóng trọn cái vai người yêu lý tưởng và người chồng biết nghe lời dạy hôm vậy. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cười nói. Ok em tính sao cũng được mà. Anh đây nghe lời của em hết đó. Bà xã đại nhân à. Mỹ Liên nghe hắn ta nói thì cười thật là tươi, ôm lấy hắn ta mà hôn tới tấp. Hắn cùng vùng dậy đè lên trên người của cô, rồi từ từ mà cởi bỏ hết y phục của cả hai. Trong phòng lại vang lên cái tiếng dập liên hồi của sự va chạm xác thịt, từng tiếng rên khẽ qua lẫn cùng với cái tiếng thở gấp gáp. Mỹ Liên đê mê trong vòng tay của gã ta mà không biết rằng tình nhân của cô, à mà không, chồng sắp cưới của cô là một tên quỷ đội lốt người. Và Mẫn thì vui vẻ lắm, hắn ta cứ cười suốt vì sắp tới đây cái ả đàn bà lăng loàn đang nằm ở dưới thân mình sẽ vĩnh viễn biến mất đi, thay vào đó là cô bạn thanh mai trúc mã của hắn ta, Phụng Nhi. Hắn vì cô ấy mà lao tâm khổ tứ, hại biết bao nhiêu người. Rồi sau này không biết hắn ta có gì tình mà tạo ra tội lỗi nào nữa hay là không. Nói về Nghĩa và Lan, sau khi trốn ra khỏi nhà của Mỹ Liên, cả hai đi cách xa cái nơi đó mua một căn nhà nhỏ để mà sinh sống. Nghĩa bán đi một cái số thứ đã lấy được của cô chủ, cũng được một cái số tiền khá là lớn, cộng thêm tiền hắn ta tích góp mấy năm nay, cả hai mở ra một quán rượu để mà mưu sinh. Lan thì chạy bàn, Nghĩa làm bếp. Cả hai tưởng đâu sẽ được bình yên mà sống qua ngày, nhưng rồi một lần nữa giông tố lại ập đến. Trước mấy hôm xảy ra cái vụ việc đau lòng, quán của cả hai vợ chồng vẫn buôn bán bình thường. Hôm đó chuẩn bị đóng cửa thì có ba người vào mua rượu và mồi nhắm. Vì Nghĩa đã đi nghỉ rồi cho nên Lan đứng ra phục vụ. Trong đám có một tên nhìn cũng rất là đẹp trai, buông lời trêu ghẹo tán tỉnh cô, mặc dù biết rằng cô ả ta đã có chồng rồi. Lan cũng đáp trả lại hắn ta mấy câu bẩn cợt, những tư sự việc chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nhưng không, tính mê trời lẳng lơ của ả ta đã hại chết ả một cách tồi tệ nhất. Sau cái đêm gặp gỡ vị khách đẹp trai kia, Lan cứ thơ thơ thẩn thẩn và hay mong ngóng người đó đến, mặc dù không biết anh ta ở đâu, là ai. Linh hồn của cô ả ta đã bị anh ta lấy cắp rồi. Ngày thì thờ thẫn như cái xác không hồn, còn đêm đến thì chuyện chăn gối thì cũng đã không có còn mặn nồng đối với Nghĩa nữa. Lan lại còn quạo quả vô cớ với chồng mình, chê chồng là người hôi hám, xấu xí, không có xứng với ả ta. Nghĩa thì nghĩ rằng chắc cô ta có thai, cho nên tính tình hơi khó chịu. Anh ta thường nhẫn nhịn chứ không có cãi lại. Rồi cái đêm định mệnh cũng đến. Hôm đó như thường lệ, đang chuẩn bị đóng cửa quán để mà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, chợt có một bàn tay lôi ả ta ra bên ngoài. Chưa kịp la lên thì đã bị bịt chặt miệng lại. Lúc định thần lại thì thấy cái người đang ôm mình, bịt miệng mình chính là anh chàng đẹp trai mấy ngày trước đến mua đồ. Hai thân hình cọ sát vào nhau, cô nam quả nữ ở trong đêm thanh vắng, thân thể dính chặt với nhau trong một con hẻm vắng. Dục vọng cả hai nổi lên, ả ta ôm chặt lấy thân hình của anh ta, ép sát cái bộ ngực vào trong người anh, rồi kéo nhẹ đầu anh ta xuống mà hôn ngấu hôn nghiến. Thế là anh thanh niên đó lại đê mê vì sắc dục. Rồi cả hai quấn nhau mà làm cái chuyện đồi bại giữa con hẻm vắng không người. Trong cái không khí se lạnh giữa trời cuối thu, hai con người biến thái đang làm cái chuyện dơ bẩn giữa đường một đêm hoang vắng. Xong việc, hắn ta để lại cái mảnh giấy viết gì đó vào trong tay của Lan, rồi mặc quần áo vào, sau đó bỏ đi. Lan đứng đó mà nhìn theo đầy tiếc nuối. Rồi ả ta có cái ý đồ điên dại rằng nếu như chồng của mình chết đi rồi thì anh ấy sẽ về mà sống với mình.
Nghĩ tới lão chồng, à ta phun một cái bãi nước bọt xuống đất, rồi rùng mình lên vì ngán ngẩm hay là kinh tởm lắm. À đi vào nhà, đóng cửa, rồi tiếp tục đi về cái phía nhà sau, tắt đèn, leo lên trên giường ngủ. À nằm nhìn Nghĩa được một lúc, rồi quay mặt vào trong vách tường nhắm mắt ngủ đi. Trước lúc đi vào cái cơn mộng mị thì à ta lại còn nói nhỏ: Nghĩa à, vì cảm ơn anh đã cứu tôi ngày hôm đó. Tôi đã theo anh và trao thân cho anh cũng đã lâu lắm rồi. Anh làm chồng của tôi hơi lâu rồi đó. Sắp sửa anh đã xuống âm ti mà tìm ma nữ để kết nghĩa phu thê rồi. Hôm sau, tên tình nhân lại đến quán, đưa cho ả ta một gói thuốc mê, căn dặn ả bỏ vào trong thức ăn cho chồng mình, chuốc mê rồi hạ sát. Lan nghe lời làm theo, khi mà cả hai đang quay quần ở bên mâm cơm sau giờ làm việc vất vả. Lan hôm nay khác với mọi hôm, đối xử rất là ân cần và chiều chuộng Nghĩa. Anh ngạc nhiên vì cái thái độ của ả ta, nhưng mà cũng không nói gì thêm hay là nghi ngờ gì. Cứ ăn thật ngon lành cái bữa cơm đó. Một lúc sau, anh thấy người của mình lâng lâng rồi ngất đi. Trước khi nhắm mắt, anh thấy cô vợ của mình mỉm cười một cách thật khó hiểu. Sau khi chuốc cho chồng của mình mê man, Lan đi ra bên ngoài gọi nhân tình của mình tới. Tên người yêu của gã ta không nói không rằng, rút dao ra, đâm mấy nhát vào trong ngực của Nghĩa. Anh chính thức lìa xa cõi đời dưới cái lưỡi dao thằng độc đó. Đâm chết Nghĩa rồi, cái tên này lại còn bình thản kêu Lan lấy một cái bao bố thật là to, nhét thi thể vào trong đó. Cả hai đem ra giếng sau nhà, rồi quăng xuống dưới, lấp đá kính mít miệng giếng để mà phi tang. Xong xuôi, Lan và hắn ta vào trong nhà, rồi làm cái chuyện ái ân cho đến mệt lả người, rồi nằm ôm nhau ngủ. Tên nhân tình của Lan là một cái tên lang thang không nhà không cửa. Hắn tên là Tính, một tên cờ bạc rượu chè, cũng như là chơi gái có tiếng. Lúc cha mẹ còn sống, hắn ta không có lo học hành mà chỉ biết tụ tập bạn bè để chơi bời, rồi gây ra nợ nần rất lớn. Cha mẹ phải bán hết gia sản để mà trả nợ cho hắn ta. Nhưng mà hắn ta vẫn cứ chứng nào tật đó. Hai ông bà già của hắn ta vì sức yếu, tuổi cũng đã cao, mà phải lao động miệt mài. Cho nên trong một đêm trắng trời, cha của hắn ta đã lên cơn đau tim mà ra đi vĩnh viễn. Mẹ của hắn ta thì từ khi ông mất, một mình bà bươn chải để mà lo cho hắn ta. Rồi cái tính ăn chơi cờ bạc đó lại hại hắn ta thêm một lần nữa. Hôm đó hắn ta đi về nhà trong tình trạng say khướt, tra hỏi tiền bạc của bà già. Mẹ của hắn ta nói là không có, thì hắn ta đập phá lung tung, rồi lục lọi hết tất cả lên. Cuối cùng tìm được một túi tiền của bà già giấu ở dưới gối. Bà khóc nói với hắn ta đây chính là cái số tiền của bà để sau này làm ma chay cho mình. Hắn ta không trả lại mà còn lấy đi, rồi sau đó xô bà té đập đầu vào trong cạnh bàn. Mẹ của hắn ta cũng ra đi ngay cái lúc trời mưa tầm tã. Cha mẹ chết, Tính cũng không thay đổi được cách sống của mình. Hắn ăn chơi tới bán cả cái căn nhà đang ở, rồi tụ tập với cái đám không nhà không cửa. Tính cặp hết gái bán hoa ở trong tiểu lầu hay là gái làng chơi để mấy cái cô ả đó bán thân để lấy tiền nuôi hắn. Rồi thời gian dần dần cũng bị mấy cái ả đó bỏ rơi vì không có chịu được cái tính tình của hắn ta. Làng chính là mục tiêu cuối cùng. Khi biết được
cái ả đàn bà này vốn mê trai trẻ, trai đẹp. Hắn đã ra sức mồi chài dụ dỗ, và không để cho hắn ta đợi lâu, Lan đã sập vào bẫy của hắn ta giăng ra. Nằm trên giường, Tính mỉm cười với toan tính của mình, không ngờ lại thành công nhanh đến như vậy. Sau này hắn ta không có còn là phải ngủ gầm cầu hay là xó chợ nữa, mà chính thức trở thành ông chủ của quán ăn cũng khá danh tiếng ở huyện. Tính cứ nằm ôm lấy cái con giam phụ mà thiếp đi lúc nào không hay. Trời tính thì không sai đâu được. Một kẻ giết người vì dục vọng che mắt, một người vì tiền tài mà lại hãm hại người quan. Kết cục của bọn chúng cũng không có kém phần bi thảm. Hôm đó là cách cái chết của Nghĩa khoảng tuần lễ. Lan vẫn là bán buôn và sinh hoạt bình thường. Duy chỉ có điều là Tính thường đi sớm về khuya, và tiền của cô thì cứ mất đi một cách khó hiểu. Chiều hôm đó, ả ta đi chợ mua đồ về để mà chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Ngoài chợ, ai cũng đồn là thấy Tính cặp kè với một cô gái nào đó. Cô nghe thì cũng nghi ngờ lắm, nhưng rồi không có dám tỏ ra thái độ vì chồng của cô đang mất tích. Ai cũng hỏi, cô chỉ nói là anh ấy về nhà thăm gia đình mà thôi. Và Tính thì cũng chỉ là cái người lạ, cho nên không tiện hỏi nhiều về hắn ta. Không khéo hỏi nhiều, người ta lại nghi ngờ về cái mối quan hệ bất chính của ả ta và hắn ta thì sẽ nguy. Cô ả nghe cái tin đó thì lập tức quay trở về nhà, không có còn tinh thần gì cả, chỉ còn lại là cái sự tức giận. Về nhà, cô ta lén đi vào không gây ra tiếng động. Đi ra sau cái căn phòng của mình, ả ta đứng bên ngoài thấy cửa đóng kín mít mà lại có tiếng người nói vọng ra. Cô ả áp tay vào nghe, ả đứng chết lặng mà mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Bên trong là âm thanh của cái sự truy hoang, là sự va chạm thể xác và những cái tiếng rên rỉ dâm ô. Xác định được chuyện động trời, ả ta đạp cửa xông vô, không nói không rằng lao tới xô ngã cái tên Tính ra, tiện tay chụp lấy cây dao để trên bàn gần đó, đâm tới tấp vào cô gái đang trần truồng thất kinh hồn vía vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta chết mà mắt mở trừng trừng. Chưa có dừng lại ở đó, cô ả ta lại còn dùng cái con dao đâm thẳng vào trong vùng kín của cô gái, rồi nhét hẳn nguyên cái cây dao vào trong đó. Tính ngồi gần đó, mặt không có còn giọt máu, nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình. Hắn ta run rẩy một hồi, rồi lại như tế sao về cái phía của Lan. Tính khóc lóc mà nói: Lan, Lan à, là do đây không tốt, anh không có kiềm chế được bản thân mình, cho nên đã bị cái con ả này dụ dỗ làm chuyện có lỗi với em. Lan, Lan à, em tha thứ cho anh đi mà, anh xin hứa sẽ không có lần sau nào nữa đâu. Lan nhìn Tính, hắn ta bây giờ trần truồng như nhộng, đang quỳ mà lạy cô. Nghe hắn ta nói mà cô không có nói gì, chỉ lầm lầm nhìn anh. Rồi một lúc sau, cười gằn lên một tiếng, cô nói: Tha cho anh hay sao chứ? Anh có biết rằng tôi chính là vì anh mà cực khổ buôn bán, lo cho bản thân anh đi ăn trắng mặt trơn, rồi lại làm ra cái chuyện bậy bạ. Anh nghĩ xem, anh có đáng được tha hay không chứ hả? Cũng là vì anh mà tôi đã tự tay phá nát đi một gia đình của tôi. Tôi hại chết một người, người đó đã từng yêu tôi rất là nhiều. Tha cho anh hay sao chứ? Không bao giờ. Miệng nói,
tay của ả ta cầm lấy con dao rút từ trong thi thể của cô gái xấu số ra. Máu bắn xối xả giăng lên trên cả mặt của cô ta. Cô ả cười ghê rợn rồi tiến về cái phía của Tính, đâm thật mạnh vào trong tim của anh. Nhưng mà hắn ta đã chồm dậy, né được cái nhát dao tử thần đó. Hắn nhẹ phóc xuống, trần truồng mà nhà của ả ta té nhào xuống đất, lấy con dao từ trong tay của cô ta một cách thật là nhanh chóng. Hắn đè cô nằm xuống đất rồi cười lên mang rợ, khinh bị nói: "Chỉ dựa vào mày mà đòi giết tao à? Mày bị quan tử à con điếm? Mày nói rằng mày là vì tao mà giết chồng à? Không phải đâu. Mày là vì cái sự mê trai của mày mà hạ sát chồng mày đó chứ. Nếu tao đây không đẹp trai, không trẻ hơn mày, thì mày có chịu giết lão ta để mà đến với tao không? Con gia phụ tàn ác. Sau này mày cũng sẽ bày mưu tính kế để mà hãm hại tao bỏ mạng khi mày tìm được thằng nào đẹp hơn tao, để mà thỏa mãn dục vọng của mày thôi. Mày biết là tao chiều chuộng mày là vì cái gia tài của mày mà. Chứ mày nhìn lại bản thân mày xem, xấu xí, già nua, không biết thân biết phận, lại đòi nợ kiếp với tao à? Kiếp sau thì còn suy nghĩ lại đó, chứ cái kiếp này mày thấy gớm quá đi. Thôi, để tao tiễn mày một đoạn, xuống với mà đoàn tụ với ông chồng ý mệnh của mày. Mày đi chết đi, con gia phụ tàn ác. Hắn nói xong, cây dao ở trên tay đâm thẳng xuống người của Lan. Nhưng mà đùng một tiếng, hắn ta ngã ra đất. Rồi Lan lồm cồm bò dậy, thì thấy người của chính quyền đang đứng đầy trước cửa phòng. Có một người mặc sắc phục, tay cầm súng, đi lại gần cái tên Tính. Hắn đang nằm lăn lộn ở dưới đất, ôm lấy cái tay đang chảy máu ròng ròng mà kêu la lên. Anh công an đó tới bẻ ngoặt tay của hắn ta ra sau rồi còng lại. Còn Lan thì cũng lại bị còng sau đó. Nhóm người đi tìm quần mặc vào cho hắn ta, rồi đưa cả hai về trụ sở để điều tra. Cái xác của cô gái xấu số cũng được đem về đây mà phục vụ điều tra vụ án. Tại cơ quan điều tra, họ đã khai ra tất cả những tội ác của mình gây ra. Và công an cũng đã tìm được xác của Nghĩa ở dưới giếng sau nhà. Họ đem lên rồi chôn cất anh thật cẩn thận. Riêng về cái cô gái tội nghiệp kia thì có người nhà đến nhận xác và được bồi thường sinh mạng bằng một món tiền lớn. Cả hai bị kết án giết người và bị xử tử hình. Gia đình đang yên ấm phút chốc lại tan quan vì cái thói lẳng lơ của ả ta. Một kẻ sống không ra gì, chỉ biết dùng cái vẻ bề ngoài của mình để đi mồi chai phụ nữ, để rồi cuối cùng lại mang án tử. Căn nhà của họ bị tịch thu xung vào công quỹ cho nhà nước. Ngày ra pháp trường, họ bị dân làng phỉ nhổ, ném đá ném rác đến cái đầu bé bé cả máu. Hôm đó, nếu như hàng xóm không phải nghe được tiếng la hét ở bên trong căn nhà của ả ta mà đi báo với chính quyền, thì có lẽ cái vụ thảm án xảy ra ở trong âm thầm. Tính sẽ bỏ trốn và mọi việc sẽ không có được phanh phui. Sau cái chết của cô gái nhà Nghĩa ở bên trong căn nhà, đêm đêm người dân ở xung quanh lại nghe thấy cái tiếng khóc, tiếng than phát ra từ trong căn nhà bỏ hoang. Nó âm u đến đáng sợ. Thời gian qua dần, chẳng có ai dám đi ngang cái ngôi nhà đó cả. Nó cứ bị bỏ hoang cho đến khi bị đập ra tan tành. Cái chết của Lan cũng được truyền đến tai của Gia Mẫn. Hắn ta bật cười khoái chí vì phiền phức của hắn ta cuối cùng cũng đã chết rồi. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc hạ hồi cái màn kết vở diễn này rồi. Hắn cần nhanh nhất có thể vì thời hạn 2 tháng sắp hết. Hắn ta muốn quay về để mà ép cha mẹ của Phụng Nhi gả cô cho hắn. 2 tháng này hắn ta nhớ cô đến quay quắt, nằm ôm lấy cái con mụ nhân tình già trong tay mà đầu óc của hắn ta cứ nghĩ về cô.
nhớ tới nụ cười, ánh mắt ngây thơ của cô. Ngày mai, đám cưới của hắn ta đã diễn ra rồi. Hắn ngồi suy tính được một lúc, cất giọng kêu lên. Thằng Hầu đâu? Vào đây cậu sai việc. Thằng Hầu dạ một tiếng, nó chạy tới gần hắn ta rồi cúi đầu thưa. Dạ, cậu chú cho gọi con. Gia Mẫn cầm lấy cái mảnh giấy trên tay, đưa cho nó rồi nói. Mày ra tìm thuốc ngoài phố đó. Cái tiệm mà nhà ta ưa mua đồ đó, biết không? Sau đó nói với thầy Lan ở đó, bốc thuốc theo cái đơn này cho cậu. Nhanh đi, ngày mai là cô cậu thành thân rồi. Mà cô của mày thì không có khỏe trong người, phải tẩm bổ mới có sức để mà tiếp khách. Thằng Hậu dạ, rồi nó chạy mất hút. Gia Mẫn nhếch mép cười. Rồi đây cái cơn hơi này sẽ thuộc về tay của gã ta. Mụ và Mỹ Liên sẽ về mà đoàn tụ với gia đình ở nơi chính suối. Thay vào đó là cô dâu xinh đẹp phụng nhi của hắn ta. Nghĩ đến đó, hắn ta không khỏi hài lòng mà cười thích thú. Ngày hôm đó, công việc trang trí lễ đường diễn ra khá là bận rộn. Tuy là đám cưới được tổ chức đơn giản thôi, nhưng vì là người giàu có cho nên mọi thứ phải sang trọng và chỉnh chu. Đêm đến, tại nhà kho trong vườn, Gia Mẫn đứng nói với hai cái tên côn đồ mà hắn ta đã thuê được. Hắn ta ngồi trên ghế, tay cầm lấy ly rượu tay lắc nhẹ vài cái, nhấp một ngụm rồi nói. Sao chứ? Công việc hơi mạo hiểm đó. Sơ sai một chút lỡ tuồng như chơi, tụi bay nhắm có làm được hay là không. Mà nếu như nhận lời, lỡ mà chuyện có đổ bể ra, không được khai ra tao à. Nên nhớ, vợ con của tụi bay đều nằm trong tầm kiểm soát của tao đó. Hoàn thành cái ví dụ này, tụi bay rồi đây khỏi phải mà lo cái mặt gì sao. Cả hai đồng thanh dạ, rồi nhận một cái túi tiền to từ tay của hắn ta. Một âm mưu thâm độc được dàn dựng lên để mà cướp đi sinh mạng một con người. Người đó không ai khác, chính là vợ của hắn ta, Mỹ Liên. Bàn bạc xong hết, cả hai đi theo cửa sau để mà ra bên ngoài. Gia Mẫn cũng quay về phòng. Hắn ta nằm ngủ một giấc ngon lành với cái diễn cảnh giàu sang hạnh phúc sắp diễn ra. Rồi ngày cưới cũng đến. Mỹ Liên trong bộ trang phục tân nương lộng lẫy, mặc được trang điểm cầu kỳ. Gia Mẫn dìu cô đi hết cái bàn này đến bàn khác để mà chào khách. Một lúc sau cô thấm mệt, hắn ta sai người đem nước cho cô uống. Như đã sắp xếp, cái tên người hầu lén bỏ cái thứ nước trắng không có mùi vị vào trong ly của cô, đem ra cho cô uống. Gia Mẫn mỉm cười tiếp đại khách rất là tự nhiên. Hắn ta cũng không quên để ý cái thái độ của cô ta. Khi thấy cô ta mệt, buồn ngủ, hắn ta liền sai người dìu cô vào trong phòng để mà nghỉ ngơi trước. Hắn bên ngoài vẫn cụm ly, vẫn tiếp khách, nhưng mà trong lòng của hắn ta đã reo lên rộn ràng. Kế hoạch sắp thành công rồi. Một lúc lâu sau, hắn đang đứng trò chuyện cùng với khách, có một tên lại nói nhỏ vào trong tai của hắn ta. Cậu chủ à, về phòng của cô chủ ngay đi, có chuyện rồi. Hắn biết đã đến lúc phải ra tay rồi, liền chạy nhanh ra khỏi cái buổi tiệc. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, khi đi gần tới phòng của Mỹ Liên, hắn ta ra dấu cho hai cái tên côn đồ đã ẩn nấp gần đó chờ lệnh của hắn ta. Được lệnh, cả hai cầm theo hung khí rồi cùng hắn ta xông vào phòng của cô. Trong phòng, Mỹ Liên vẫn cứ ngủ say sưa. Tên đàn ông nằm cùng với cô cũng là nằm im như bị trúng thuốc. Đặc biệt hơn, cả hai lại không có một mảnh vải che thân. Hắn nhìn thấy thì đóng cửa lại.
hắn ra dấu cho hai cái tên kia đến lôi cái tên đàn ông đang nằm ở trên giường dậy. Rồi thế là hắn ta ngồi ở giữa phòng, ôm dung nhịp chân mà xem kịch hay. Vở kịch mà chính hắn ta là người dàn dựng. Hai cái tên côn đồ không nói không rằng lôi đầu cái tên kia dậy, đánh tới tấp vào người của hắn ta. Mỹ Liên cũng là được hất nước cho tỉnh dậy. Cô không có hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại, cô lắp bắp run sợ mà nói: Dạ Mẫn à, không, không có phải như anh nghĩ đâu. Em không có hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả. Dạ Mẫn liếc nhìn cô một cái, rồi cười nhếch mép khinh bỉ nói: Ngài tân hôn, dắt trai vào phòng để mà ân ái. Sự việc đã diễn ra như vậy rồi, còn chối làm sao mà được chứ hả? Cô nhìn xem, cái tên nhân tình đó, hắn có giận tôi không mà cô lại làm như vậy chứ? Mỹ Liên nghe hắn ta nói, cô khóc lóc rồi cất tiếng mà giải thích: Không, nghe em giải thích đi mà, em không có biết cái chuyện gì đang xảy ra cả. Người này là Hiểu Minh mà, anh ta đã có vợ rồi. Tụi em hoàn toàn trong sạch, chỉ quan hệ trong việc làm ăn mà thôi, không có liên quan đến tình cảm đâu anh ạ. Hiểu Minh, anh nói đi chứ, cái chuyện này là sao đây? Hiểu Minh bị đánh mặt mày bầm dập, thở không ra hơi. Anh ta lắp bắp nói: Mỹ Liên à, anh cũng không biết nữa. Lúc nãy anh đi vệ sinh thì bất ngờ bị ngất đi, tỉnh dậy thì thấy như thế này đây. Anh không biết phải nói làm sao đây. Mình là tình ngay lý gian rồi em ơi. Già Mẫn không có hơi đầu để mà nghe hai người này giải bày. Hắn ta lôi ra hai cái mảnh giấy đặt lên trên bàn. Hắn cho người lôi Hiểu Minh và Mỹ Liên đến gần, rồi quăng hai cái cây viết ra, nói thật ngắn gọn: Gian phu dâm phủ. Bây giờ tôi mà ra báo với tất cả mọi người ngoài đó thì xem các người có bị trồng lòng heo hay là không đây. Bây giờ, một là ký vào tờ giấy này, Mỹ Liên phải nhường tài sản cho tôi đứng tên, chính thức bị tôi liên chỉ từ đây. Hiểu Minh à, anh là có vợ rồi, cho nên tôi nể tình để lại một chút vốn liếng cho anh làm kế sinh nhai mà nuôi vợ. Hai người thấy như thế nào chứ? Ký hay là chết trong nhục nhã? Mỹ Liên bây giờ đã biết rõ cái bản tính của chồng mình. Cô ta chỉ sầm lên: Đồ khốn nạn, thì ra là mày sắp đặt ra để mà hòng chiếm đoạt hết tài sản của tụi tao. Mày là thứ khốn kiếp. Tao đây bị đuôi mới nhìn sai con người của mày đó. Thứ khốn kiếp, đồ cầm thú. Già Mẫn không phải ứng gì, chỉ cười cười rồi đi lại từ từ tới cô, giơ tay tát thẳng vào trong mặt của cô tới chảy máu miệng, nói gằn từng tiếng: Mày cũng là thứ mê trai, tao còn lại gì mày chứ hả? Vì trai mà mất của thì ráng mà chịu, mày ký hay là không? Mỹ Liên phun nước bọt vào đôi mặt của hắn ta, nói: Không ký, cho dù có chết tao cũng là không ký. Già Mẫn nhướng mắt ra hiệu cho đàn em của mình, tên đó ghi chặt tay của cô đè xuống nhưng không viết được. Hắn ta bèn thay cái lò mực để cho cô ta điểm chỉ vào tờ giấy, chuyển nhận hết tất cả tài sản mà hắn ta đã sắp xếp trước. Bên kia, Hiểu Minh cũng là không có khá hơn, cũng là bị hắn ta làm như Mỹ Liên. Thế là gia sản của họ mất sạch vào trong tay của tên mưu mô xảo quyệt. Xong việc, hắn ta liếc nhìn hai cái tên bại binh của mình một cái, rồi cười nhếch mép mà bỏ đi. Trong phòng, hai người cũng đã lấy lại được tinh thần. Họ cũng bàn bạc với nhau
từ từ mà sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất ngày hôm nay. Mỹ Liên gằn lên từng tiếng trong sự tức giận. Thằng chó à, mày cứ chờ đi. Cái mối nhục này, hai đứa tụi tao sẽ sớm trả lại cho mày mà thôi. Tao sẽ cho mày thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Mọi việc đã tính toán xong, nhưng đó là cái sự việc của sau này. Hiện tại, Mỹ Liên được Hiểu Minh cho về ở nhờ nhà với vợ chồng của anh. Rồi cả hai sẽ bắt tay mà gây dựng lại sự nghiệp. Vài ngày sau đám cưới, người dân ở gần đó đều ngạc nhiên khi mà thấy chủ mới. Ngôi nhà của Mỹ Liên được Gia Mẫn trao bán nhanh chóng. Xưởng và cái tiệm kinh doanh của cô đều được hắn ta bán, cũng như là ngôi nhà, nhanh chóng đến chóng mặt. Thu xếp xong, hiện tại bây giờ hắn đã ở cái nơi mà hắn đặt mục tiêu tiếp theo. Nơi đó không đâu xa lạ, đó chính là quê hương cũ của hắn ta, nơi mà có cô gái hắn ta yêu mù quáng mà bất chấp tất cả để nguyện đánh đổi.